Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Hàng loạt trò cưng báo tin quá vui, huấn luyện viên chủ Dê vỡ hỏa sùng sướng, người hâm mộ tự hào vui mừng. Ngay sau khi quần quay của bóng đá Việt Nam trở lại với những diễn biến hấp dẫn ở cả sân chơi cúp quốc gia lẫn V-League, người hâm mộ đều rất mong chờ vào khả năng tỏa sáng của những cái tên mới những làn gió mới trong tương lai gần. Đây có thể được xem là tiền đề cực kỳ quan trọng để giúp cho đội tuyển quốc gia có được sự chuẩn bị tốt nhất dành cho vòng bảng Asian Cup sẽ được diễn ra vào đầu năm sau. Và rõ ràng điều mà người hâm mộ quan tâm hơn cả chính là việc huấn luyện viên Philip Chuze sẽ có thêm sự lựa chọn nào để tối ưu hàng công của mình. Một trong những vấn đề nhức nhối mà đội tuyển Việt Nam cũng như huấn luyện viên Chuze đã phải đối mặt trong suốt quãng thời gian vừa qua chính là phong độ của các trụ cột nơi hàng công. Đã từng có một quãng thời gian mà trong số những tiền đạo của đội tuyển quốc gia không có bất kỳ một cái tên nào có được bàn thắng ở sân chơi quốc nội Phillip. Đây có thể được xem là một tin không vui dành cho vị chiến lược gia người Pháp, khi mà ông đang cần có được một lực lượng ổn định nhất dành cho quá trình chuẩn bị ở vòng loại World Cup. Hay cùng với đó chính là đấu trường châu lục Asian Cup. Để rồi ngay khi trở về với cấp độ câu lạc bộ từ những trận đấu ở vòng loại World Cup 2026, một loạt những tin vui đã tới dành cho ông Chu Dê cùng với những người cộng sự. Bởi các ngôi sao trên hàng công vừa được triệu tập ở đợt tập trung vừa rồi đã lần lượt khai nòng ở các trận đấu khác nhau. Với một tiền đạo, nhiệm vụ quan trọng nhất của chính họ không gì khác chính là việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Và chỉ khi có được bàn thắng thì chính họ mới có thể có được một nền tảng tinh thần tốt nhất cho những mục tiêu ở trong tương lai. Cái tên đầu tiên luôn thu hút được sự chú ý của cổ động viên chính là Nguyễn Văn Toàn nhất là khi tiền đạo này khoác lên màu áo của thép xanh Nam Định. Ở một tập thể mà những ngôi sao sáng nhất là các ngoại binh như Rafael Son cùng với Hendrio Arojo de Silva, Văn Toàn hiểu rõ rằng cơ hội để cựu sao Hoàng Anh Gia Lai tỏa sáng sẽ là không quá nhiều. Văn Toàn trong suốt quãng thời gian vừa qua dường như chỉ đóng vai trò là một cầu thủ chim mồi để thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương thay vì là một tiền đạo với nhiệm vụ chính là ghi bàn. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự tự tin của cựu sao Hoàng Anh Gia Lai, khi mà huấn luyện viên Chu Dê dường như vẫn đang có rất nhiều niềm tin vào chân sút này. Để rồi khi trở lại cấp câu lạc bộ với trận đấu nằm trong khuôn khổ cúp quốc gia, Văn Toàn đã biết cách để lấy lại sự tự tin của chính mình. Trong đó có thép xanh Nam Định. Trước một đối thủ không được đánh giá quá cao như là trường tươi Bình Phước, số 9 này đã có cơ hội thể hiện mình ở vị trí mũi nhọn hàng công. Thay vì là xuất phát ở hành lang cánh như trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều này giúp cho chân sút sinh năm 1996 có nhiều đất diễn hơn để tận dụng được khả năng chiếm lĩnh khoảng không của chính mình. Và khi nhìn vào bàn thắng của Văn Toàn mà xem, chúng ta sẽ rất ít khi thấy hình ảnh tương tự với một tình huống che chắn bóng thông minh trước khi chính anh xoay người dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương. Với một cái tên không có được nền tảng thể lực tốt như Văn Toàn, đây có thể được xem là tình huống xoay sở vô cùng ấn tượng. Và cho thấy được sự chỉ đạo của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, tiền đạo này đang từng bước hoàn thiện bộ kỹ năng của bản thân để có thể trở nên toàn diện hơn. Đây chắc chắn sẽ là một tin vui dành cho huấn luyện viên Chu Dê, bởi ông thầy người Pháp đã không dưới một lần thể hiện rằng mình rất ưa thích sử dụng những cầu thủ đa năng có thể đảm nhận nhiệm vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Với Văn Toàn, tốc độ từng là điểm mạnh nhất của cầu thủ này và giúp cho anh thường được sử dụng ở vị trí tấn công nơi hành lang cánh. Việc cựu sao Hoàng Anh Gia Lai giờ đây còn có được khả năng che chắn bóng cũng như là chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm sẽ là tiền đề tốt để chính anh có thêm động lực trong mắt thầy Chu Dê và ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Văn Toàn lấy lại được sự tự tin, nhưng một cái tên khác thì đang khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng trong suốt quãng thời gian vừa qua chính là Phạm Tuấn Hải, ngôi sao của Hà Nội FC. Có thể được xem là tiền đạo nội mang trên mình tiềm năng lớn bậc nhất vào lúc này. Nhờ vào lối chơi đầy năng lượng, không ngại va chạm và sẵn sàng tận dụng cơ hội khi có bóng ở trong chân. Tuấn Hải ở mùa giải năm nay đã khiến cho người hâm mộ đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bằng những bàn thắng vô cùng ấn tượng, nhất là ở đấu trường AFC Champions League. Nhưng ở sân chơi V-League, sự tự tin là điều mà cá nhân tiền đạo này cùng với đội bóng thủ đô đều chưa có được sau những trận đấu đầu tiên. Phải cho tới một cuộc đối đầu được dự đoán là vô cùng khó khăn với BKMX Bình Dương thì đội chủ sân hàng đẫy mới có thể thực sự tìm lại được cảm hứng chơi bóng của mình. Việc phải chơi thiếu người trước đội chủ nhà đang có phong độ cao có thể được xem là khó khăn lớn với các vị khách tới từ thủ đô để có được cơ hội giành điểm cũng như chiến thắng đầu tiên tại V-League năm nay. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, Tuấn Hải đã cho thấy vì sao anh dần trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Hà Nội FC nói riêng, cũng như bóng đá Việt Nam nói chung? Cái cách mà Hải Bé nhận thấy thủ thành Bình Dương đứng sai vị trí để tung ra cú đá từ khoảng cách hơn 60 mét đã cho thấy nhãn quan của chân sút phạt tốt ra sao? Và tất nhiên, yếu tố quan trọng nhất của một tiền đạo vẫn sẽ là kỹ năng dứt điểm. Điều đó đã được thực hiện một cách hoàn hảo từ siêu phẩm của Tuấn Hải. Với bàn thắng này, Hải Bé đã chính thức khai nòng ở V-League mùa giải năm nay và giúp cho Hà Nội FC cũng có được cho mình chiến thắng đầu tiên trên hành trình hướng tới ngôi vương mùa này. Không quá khi nói chính Tuấn Hải chứ không phải ai khác đang là tiền đạo nội được người hâm mộ tin tưởng bậc nhất nhờ vào những màn trình diễn trong suốt quãng thời gian vừa qua. Sự hiệu quả luôn là yếu tố được tiền đạo của Hà Nội FC đặt lên hàng đầu. Khi vào bản thân anh, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội tốt nhất để dứt điểm, thay vì phung phí cơ hội bằng những tình huống dê dắt. Để rồi một cái tên dù không được chú ý quá nhiều, nhưng cũng đang dần chiếm được thiện cảm trong mắt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam là Đình Bắc cũng đã có cho riêng mình một pha lập công khi trở lại huồng quay ở cấp độ câu lạc bộ. Trong màu áo của Quảng Nam, Đình Bắc chỉ cần khoảng 45 phút để cho thấy giá trị cũng như vai trò của mình. Với tình huống solo từ ngoài vòng cấm trước khi có cú dứt điểm quyết đoán, làm tung nóc lưới thủ thành đối phương. Sự tự tin chắc chắn là điều mà sao trẻ 19 tuổi này đang có được sau những thành công ở thời điểm ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho Đình Bắc tiếp tục ghi điểm trong mắt ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Việt Nam. Như vậy đếm sơ qua thì chúng ta cũng đã thấy rằng có tới 3 cái tên có mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia gần nhất đều nổ súng ngay sau khi trở lại đấu trường quốc nội cấp câu lạc bộ. Đây có thể được xem là một thông tin vô cùng tích cực ở thời điểm mà huấn luyện viên người Pháp chắc chắn đang rất sốt ruột để có thể xây dựng được một bộ khung ưu tú nhất cho vòng bảng Asian Cup 2024 hay sau đó chính là hành trình tại vòng loại World Cup 2026. Đinh Bắc, Văn Khang đã có những màn thể hiện tốt, nhưng hãy nhìn quãng thời gian họ được thi đấu ở V-League. Họ có tiềm năng, nhưng lại không được thi đấu thường xuyên, thì sẽ rất khó để có thể phát triển. Đó từng là những lời than phiền của vị phù thủy trắng khi nói về quãng thời gian mà những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam phải thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị. Để rồi cho tới thời điểm hiện tại, ông Chu Dê chắc chắn sẽ có thêm nhiều động lực hơn để tới sân theo dõi trực tiếp màn trình diễn của các cầu thủ trẻ ở thời gian tới dĩ nhiên việc ghi bàn trong một trận đấu chưa thể là tín hiệu giúp cho người hâm mộ hay giới chuyên môn có thể khẳng định được rằng những vấn đề của ông chu dê đã thực sự được giải quyết hay chưa nhưng trước mắt sự tự tin sẽ là điều mà các cầu thủ có được để có thể tiếp tục duy trì được phong độ ở cấp câu lạc bộ họ hiểu rằng đây sẽ là thời điểm mà cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người và nếu thể hiện tốt thì huấn luyện viên Chu Dê chắc chắn sẽ không làm ngơ ở các đợt tập trung khác trong tương lai. Vị chiến lược gia người Pháp cùng với đội tuyển Việt Nam sẽ còn chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị cho vòng bảng Asian Cup 2024. Đây có thể được xem là một trong những đấu trường quan trọng nhất trong năm và việc phải chạm trán với những đội bóng hàng đầu như Nhật Bản cùng Iraq sẽ là cơ hội hoàn hảo để những chiến binh sao vàng thử thách được tham vọng chinh phục châu lục của mình. Và để làm được điều đó, ông Chu Dê sẽ cần tối ưu những ngôi sao mà ông đang có trong tay, nhất là đối với hàng công mà đang dần cho thấy những nét tích cực ở thời điểm này. Công Phượng về lại V-League sau 4 lần xuất ngoại. 7 năm với 4 lần xuất ngoại nhưng đều chưa thành công, thì việc quay lại V-League được xem là lựa chọn phù hợp với Nguyễn Công Phượng ở thời điểm này. Câu lạc bộ Yokohama đang đếm ngược ngày xuống hạng ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản J-League 1 và tương lai của công phượng trở thành chủ đề được quan tâm, không chỉ với người hâm mộ Việt Nam. Tờ Football Tribune nêu tình cảnh chớ trêu của công phượng lúc này, khi không cạnh tranh được xuất đá chính tại Yokohama FC, cũng như nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Chu Dê ở đội tuyển Việt Nam, và cho rằng ngay cả khi Yokohama FC xuống hạng, thì cơ hội đá chính của công phượng vẫn gần như là không có. Tờ báo này phân tích, công phượng còn 2 năm hợp đồng với Yokohama FC, Lựa chọn duy nhất của anh dường như là sớm chấm dứt hợp đồng để trở về Việt Nam hoặc được gửi đi theo dạng cho mượn. Công Phượng nắm kỷ lục cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhiều nhất với tổng cộng 4 lần chỉ trong 7 năm. Anh lần lượt khoác áo Mito Hollyhock của Nhật Bản năm 2016, Intern United của Hàn Quốc năm 2019, Swan Children của Bỉ năm 2019 và Yokohama FC của Nhật Bản năm 2023. Thế nhưng chân sút quê Nghệ An chưa một lần thành công. Thậm chí lần quay trở lại Nhật Bản này còn bị đánh giá là thảm hại nhất khi cả mùa giải mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 phút ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản. Trận Yokohama gặp Nagoya Grampus ngày 5 tháng 4 và dự bị toàn bộ tại J-League 1. Thời điểm này, một số đội bóng V-League dục dịch ý định giải cứu công phượng, đưa anh về sân chơi vừa sức để có cơ hội ra sân thi đấu nhiều hơn và trở lại khoác áo đội tuyển. Song với việc đưa vợ con sang Nhật Công Phượng có vẻ như vẫn muốn thử thách bản thân, tìm kiếm cơ hội ở xứ sở mặt trời mọc. Tất nhiên lựa chọn cuối cùng thuộc về Công Phượng. Có điều dù ở lại Nhật Bản hay về V-League thì sau mùa giải dự bị triển miên, phong độ lẫn giá trị chuyển nhượng của tiền đạo này đã bị giảm đi rất nhiều cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh bóng đá hot xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo